Chào tất cả các bạn, hôm nay Thanh mời các bạn cùng Thanh đi dạo một vòng ở một cái siêu thị châu Á ở Hà Lan nhé. Khi mà mình mới sang đây du học thì rất là nhiều bạn bè cũng như người thân hay hỏi mình là ở bên đây có tìm được những cái món ăn châu Á, đặc biệt là những cái đồ ăn Việt Nam hay không. Những năm sau đó thì những cái bạn chuẩn bị sang đây du học cũng hãy nhắn tin hỏi mình là có nên chuẩn bị mang theo một số những cái đồ ăn Việt Nam hay không, bởi vì các bạn lo lắng rằng sang đây thì sẽ khó mua được những cái món ăn đó. Các bạn đừng lo nha, hiện tại thì ở Hà Lan các bạn có thể tìm thấy và mua được những cái món ăn của Việt Nam mình rất là dễ dàng, từ những cái món sấy khô như là bún mì miếng bánh tráng, thậm chí như là khô cá nè, ô mai nè, khô bò nè, khô gà nè, cho đến những cái món tươi ví dụ như mít, sầu riêng, chôm chôm, mãng cầu, mắm cụt, đầy đủ hết các bạn. Nói về cộng đồng người châu Á ở Hà Lan á, thì cái cộng đồng lớn nhất phải nói đến đó là cộng đồng người Indonesia, và người gốc Indonesia chiếm đến 2% dân số Hà Lan. Hai cái cộng đồng lớn tiếp theo đó là cộng đồng người Trung Quốc và cộng đồng người Ấn Độ. Và sau đó là một nhóm nhỏ các Đông Nam Á, ví dụ như Việt Nam, Thái Lan, Philippines. Vì vậy, những cái siêu thị châu Á ở Hà Lan có bán đầy đủ những cái thực phẩm cũng như là nguyên liệu nấu ăn dành cho người châu Á mà. Một số cái nguyên liệu thì không thể tìm được ở cái nhãn tiếng Việt, nhưng mà nếu như mình biết á, thì mình vẫn có thể tìm được những cái nguyên liệu tương tự nhưng mà được bán dưới những cái tên gọi ở tiếng Indonesia hoặc là tiếng Thái Lan, tiếng Philippines. Nói về siêu thị Á Đông á, thì nổi tiếng nhất đó là chuỗi siêu thị Toko, tiếp theo á, là chuỗi siêu thị Amazing Oriental. Ngoài ra cũng có những cái siêu thị bán hàng online do người Việt làm chủ, ví dụ như là Hiki hoặc là Á Châu. Và cũng có rất là nhiều những cái anh chị Việt Nam khác nhập hàng và bán online trên cái group Facebook Hội Người Việt ở Hà Lan. Vì vậy cái việc mua những cái đồ ăn Việt Nam ở Hà Lan là hoàn toàn dễ dàng và không có thiếu một cái thứ gì hết. Mình thì là một cái đứa rất là thích đi siêu thị, không có thích mua hàng online. Nên thường là cuối tuần mình hay đi siêu thị. Một phần cũng đi để mà giải trí nữa các bạn. Thì siêu thị ngày hôm nay mình đi là siêu thị Amazing Oriental, một cái cửa hàng mới vừa mở ở Hokkaterai, là một cái trung tâm mua sắm rất là lớn ở Utrecht, một cái thành phố lớn của Hà Lan. Thank you.
rất là nhiều đồ ăn Việt Nam, và bây giờ mình sẽ unpack cho các bạn xem hôm nay mình mua được những gì nhé. Mình mua được một cục gạo 10 kg, mít nè các bạn, một bánh xèo, sắm bổ dưỡng, me, đây là hành phi, đây là bột tỏi. Nếu như các bạn không có trữ tỏi tươi được thì mình dùng tỏi bột này rất là tiện nha. Sốt hoisin, đây là tương đen, đây là tương xí muội, phở, đây là bột canh, bột cà no để ninh canh đó các bạn. Đây là gạo nếp để nấu xôi, đây là nori rong biển mà cuốn sushi, mua ở chợ Á rẻ hơn rất là nhiều so với mua ở trong chợ của người châu Âu nha. Xí muội ngọt và xí muội chua. Đây là cơm rượu, đây là bột xương sáo, bột rau câu, trứng vịt bắc thảo, lạp xưởng, tàu hủ non, đây là cá phi lê. Một bịch cá phi lê này á là 1 kg nhưng mà giá chỉ có 3 đồng thôi, rất là rẻ, rẻ hơn rất là nhiều so với mua trong siêu thị châu Âu. Đây là nghêu gà tắc vỏ nha, cái này để mà nấu cháo nấu súp rất là ngon luôn. Là bánh bao ngọt, và đây là vỏ hành thánh. Đó, các bạn thấy một ngày hôm nay mình đã mua rất là nhiều những cái nguyên liệu châu Á đó, và các bạn thấy là ở Hà Lan không có thiếu cái gì hết, tất cả các thứ các bạn có thể tìm được các bạn ở những cái siêu thị ở đây. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mình mong là các bạn cảm thấy thú vị với cái chuyến đi chợ châu Á ngày hôm nay với mình. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại trong những video lần sau nhé. Goodbye and see you next time.